Quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng đến với câu chuyện xây dựng hương ước quy ước, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Tiếp theo là ghi nhận về công tác giám sát các đơn vị địa phương phòng chống dịch COVID-19. Trước hết, mời quý vị khán giả cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 2 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến về tập huấn toàn quốc hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ vì người nghèo với sự tham gia của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc từ 63 điểm cầu. Tại tỉnh Bắc Cạn, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các thành viên tham dự hội nghị. Với sự hướng dẫn của lãnh đạo, chuyên gia của Cục Quản lý Giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính, cùng phần mềm kế toán quỹ do công ty phần mềm MISA giới thiệu, hội nghị lần này được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, phương pháp quản lý cho các tỉnh, thành phố để thực hiện công tác kế toán quỹ vì người nghèo các cấp được khoa học và chính xác. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác kế toán, vận động quản lý, sử dụng nguồn quỹ hiệu quả. Thông qua tập huấn, công tác quản lý quỹ vì người nghèo của các cấp của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, từ đó góp phần cho hoạt động chăm lo cho người nghèo thông qua quỹ vì người nghèo sẽ trở thành một trong những điểm nhấn là thế mạnh của mặt trận. Với vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thực hiện tốt công tác này. Riêng năm 2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trên 70 điểm với trên 4.000 lượt cử tri tham dự. Với tổng số có hơn 600 ý kiến tham gia phát biểu, tổ chức trên 20 cuộc giám sát về thực hiện chế độ chính sách, xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm y tế, thu chi ngoài ngân sách địa phương. Những hoạt động việc làm cụ thể thiết thực của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Cạn cùng các tổ chức thành viên trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Năm 2019, tỉnh Bắc Cạn vận động được gần 15 tỷ đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 90 ngôi nhà, thăm tặng gần 25.000 suất quà. Với kết quả này, năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Cạn tiếp tục đẩy mạnh phong trào cả nước chung tay vì người nghèo. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đề ra những mục tiêu cụ thể phối hợp với nhiều tổ chức hội đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà đoàn kết, thăm tặng quà nhân dịp lễ Tết. Đồng thời tiếp tục duy trì triển khai các mô hình dự án giảm nghèo như chăn nuôi gà thả vườn, các mô hình hỗ trợ chăn nuôi, phát triển kinh tế của các tổ chức hội. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bạch Thông phối hợp với Chi hội Ô tô Phan Bắc Cạn, xã Cẩm Giàng đã khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Vũ Thị Dương ở thôn Khuẩy Giấm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Bà Dương năm nay đã 85 tuổi, đang sống cùng cậu con trai khuyết tật trong ngôi nhà rột nát. Nắm được hoàn cảnh gia đình bà Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bạch Thông trích từ quỹ vì người nghèo hỗ trợ 40 triệu đồng. Chi hội Ô tô Phan Bắc Cạn hỗ trợ 40 triệu đồng, xã Cẩm Giàng huy động hỗ trợ gần 10 triệu đồng. Con cháu trong gia đình góp 30 triệu đồng, giúp gia đình bà Dương khởi công xây dựng ngôi nhà vào ngày 12 tháng 2 vừa qua. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành trong vài tháng tới, giúp cụ Dương và con trai có cuộc sống ổn định hơn. Đây là một trong những hoạt động đoàn kết giữa các tấm lòng hảo tâm và chính quyền địa phương cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát. Hương ước, quy ước từ lâu đã gắn liền với đời sống, phản ánh tâm lý, đời sống của người dân. Mỗi một thôn bản đều có hương ước, quy ước riêng và mọi mặt đời sống xã hội đều tuân theo những quy định trong đó. Hương ước có ý nghĩa giáo dục, gắn bó người dân thành một cộng đồng chặt chẽ, đồng thời điều tiết trách nhiệm và quyền lợi của mọi thành viên trong cộng đồng dân cư. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Bản quy ước của thôn Nà Bióc, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn có nhiều quy định từ chế độ hội họp đến việc hiếu hỉ, quan hệ trong gia đình, làng xóm và các vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư. Việc xây dựng bản quy ước này đã được toàn thể 74 hộ dân trong thôn cùng nhau đóng góp ý kiến, thảo luận, đi đến nhất trí xây dựng và thực hiện. Quy ước được phổ biến đến đông đảo người dân trong thôn, các thành viên trong gia đình cùng nhắc nhở nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc, bản làng ấm no. Xây dựng hương ước thì cũng xây dựng chung rồi, nhưng mà mình thông qua bà con, xem bà con có nhất trí không, thông qua họp thôn cũng thông qua cho bà con, chung bà con nhất trí thôi, hương ước thôi. Cũng tham khảo bà con cái gì nếu thêm vào thì có thêm vào được thì thêm vào, không thì cái nào bớt đi thì bớt, nhưng mà bà con cũng nhất trí theo cái hương ước của thiên đưa ra thôi.
Về cơ bản, các bản hương ước quy ước trên địa bàn tỉnh đã đưa các nội dung quy định cụ thể chi tiết được cộng đồng người dân đồng tình ủng hộ triển khai thực hiện. Nội dung hương ước quy ước đã bước đầu quy định rõ những việc nhân dân phải được biết và bàn như chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng quy ước hương ước về nếp sống văn hóa, đoàn kết, hòa thuận, tương thân tương ái giữa các gia đình, dòng họ, khuyến học, khuyến tài, nhằm động viên khuyến khích học tập, nâng cao kiến thức văn hóa và chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ khuyến khích con em yên tâm học tập. Việc xây dựng hương ước quy ước phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của người dân tại mỗi địa phương nên khi đưa vào thực hiện được người dân ủng hộ. Để mà thực hiện cái công tác vận động ở trong thôn thì trước tiên là ở trong ban mặt trận chúng tôi là phải xây dựng cái quy ước hương ước của thôn. Nó rất là rõ ràng và cụ thể để từng cái quy ước ở trong thôn để triển khai đến người dân để người dân chúng ta biết được và cùng thực hiện. Việc phát huy vai trò tự quản của nhân dân thông qua các hương ước, quy ước đã và đang khẳng định vị trí vai trò trong xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, dân chủ ở cơ sở, xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Mỗi người dân luôn nỗ lực xây dựng một bản làng no ấm, đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thưa quý vị khán giả, trong giai đoạn nhà nhà, ngành ngành đều tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn cũng đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một trong những cách mà các địa phương trên địa bàn huyện Bắc Nạm đang triển khai tuyên truyền tới người dân về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông qua cách tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, tiếng phổ thông sẽ giúp người dân nắm được các bước phòng tránh dịch và biết được diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay. Đây chỉ là một trong nhiều cách đang được huyện Bắc Nạm triển khai thực hiện. Tuyên truyền để bà con nhận biết và cách phòng tránh thì xã cũng đã tổ chức tuyên truyền qua buổi họp thôn, thứ hai là qua hệ thống loa truyền thanh của xã, mà đặc biệt là ở xã Cổ Linh, địa bàn rộng, các thôn vùng cao nhiều thì cũng hệ thống loa truyền thanh cũng chưa phủ được hết, thì xã cũng linh động tổ chức hệ thống loa di động đến tuyên truyền tại các thôn, mà đặc biệt là các thôn vùng cao. Để giám sát trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội cung cấp và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, để hạn chế thấp nhất người bị lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn xuống các thôn xã nắm tình hình dư luận của nhân dân liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Việc xử lý các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh nếu có. Chúng tôi đã tổ chức một hội nghị mời đại diện các tổ chức thành viên, cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia hiểu và tuyên truyền nâng cao nhận thức cách phòng chống dịch, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng có liên quan để tập trung vận động nhân dân triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, và cũng tuyên truyền vận động nhân dân là không xuất cảnh trái phép sang nước ngoài, đồng thời là thường xuyên thăm nắm tình hình người dân đi từ các nước có dịch bệnh về phải phản ánh báo cáo ngay với chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng tuyên truyền đấu tranh với các tổ chức cá nhân mà đưa các thông tin không chính xác gây hoang mang ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong công tác phòng chống dịch đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước dân, trước Đảng, đồng thời tăng cường hướng dẫn kiểm tra ban công tác mặt trận khu dân cư, các chi hội đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, cụ thể tới từng người dân. Vâng, với sự chủ động trong tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, mọi người dân đều đã nâng cao ý thức của mình cùng chung tay phòng chống dịch. Đến đây, chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân xin được tạm dừng. Xin được chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này kỳ sau.